Quất. À, đến rồi hả? À. Cha, lâu ngày không gặp, chẳng to con như xưa hả? Cậu cũng vậy mà. Này ngồi đi. Whisky and rock. Dạ, tôi biết rồi. Khẩu vị không đổi chứ? Yên tâm đi, bao nhiêu năm qua tôi vẫn không thay đổi. À, vậy lúc nào vậy? Vậy mấy ngày rồi, tính đi tìm cậu. Ai ngờ gặp ba cậu trước rồi mới gặp cậu. Cậu muốn nói chuyện của hôm nay hả? Ừ. Bỏ đi, đã lỡ rồi. Nè, nếu như tôi không cho ba tôi gặp ba cậu thì sẽ không có chuyện xảy ra. Nhưng mà bây giờ mới lộ tẩy coi như lời lắm rồi. Có khác biệt sao? Nếu năm xưa bị ba tôi biết được, tôi thật sự không tin mình có thể giữ bí mật này trong 8 năm. Chuyện đã qua nhiều năm lắm rồi, đừng nói là sự việc, người cũng đã thay đổi. Không phải là nó đã qua hay không qua, dù sao tôi cũng có lỗi với cậu. 8 năm rồi, chỉ biết nói có một câu xin lỗi thôi sao? Cậu phải chịu thiệt thòi trong suốt 8 năm trời. Có thiệt thòi gì đâu, tôi vẫn cảm thấy bình thường mà, còn biết uống rượu nữa đó. Nè, hôm nay chỉ nói trăng nói gió, không nói chuyện xưa nữa. Cạn nha. Ôi, nè, đừng ói trên ghế của tôi nữa nghe. Lúc nãy ói sạch sẽ, tôi tỉnh rồi mà. Nè, uống ly trà sâm đi. Gì đâu mà đàn bà quá à. Cậu còn nhớ không? 8 năm trước là cậu cổng tôi về nhà, 8 năm sau vẫn là cậu cổng tôi về nhà đó. Không giống, trong 8 năm qua cậu đã thay đổi rất nhiều. Vậy là đã 8 năm rồi. Sao? Bây giờ mới thấy hối hận hả? Hình như là có ai nghe được gì đó. Đâu có, chỉ là câu chuyện của hai người đàn ông và một sự thiệt thòi. Cậu học người ta nghe trộm hả? Sao thiếu đạo đức quá vậy? Nè, có phải do cậu nói chuyện quá lớn tiếng? Câu chuyện đó tẻ nhạt lắm, trừ cái chỗ nói đến việc bị thiệt thòi là có hứng thú. Vậy cậu có muốn nghe kẻ chịu thiệt đó nói gì không? Nè, là cậu tự nói đó nghe. Chuyện này đã để trong lòng hết 8 năm rồi. Tôi rất muốn nói cho một người đáng tin cậy nghe. Câu mở đầu thường là ngày xưa từ lâu lắm rồi. 8 năm trước, có một đội trưởng cảnh sát 2 sao với tương lai sáng lạng, cùng với một cô gái vừa tốt nghiệp đại học yêu nhau. Anh trai và ba của Thanh Thanh đều là người trong đội ngũ cảnh sát. Lúc đó ba cô ấy còn là cục trưởng, còn cậu là đội trưởng 2 sao. Để một gia đình có ba cảnh sát nên ba của cô ấy đã đồng ý cho hai người quen nhau. Lần đó cậu ta thắng được 100.000. Vậy cậu ta không có bỏ cờ bạc, còn càng chơi càng hăng. Đến lúc đường cùng lại đến mượn tiền của tôi. Cậu quá mềm lòng. Biết sao bây giờ, cậu ta vừa là cộng sự vừa là anh vợ tương lai của tôi, chẳng lẽ không cho mượn? Cậu có biết làm như vậy sẽ giúp cậu ta rơi vào một cái giếng không đáy. Nếu như có thể dự đoán được tương lai thì tôi không bao giờ cho cậu ấy mượn tiền. Nếu không cho cậu ta mượn tiền sẽ không xảy ra chuyện đó. Vào đi. Chuyện gì vậy Quốc? Đáng à, nghĩ xem có cách nào gom 200.000 về cho tôi được không? 20 đồng phải không? Không phải 20 đồng. Tôi không đùa với cậu đâu. Tôi đang cần là 200.000. Nếu không có thì tôi sẽ chết chắc. Cậu mượn tiền gì mà phải chết? Thực ra sự thật là như vậy. Hôm nay tôi tới sòng bạc chơi bài thua hết 100.000. Tôi không cam lòng lấy đi đồ thế chấp, để mượn thêm 100.000 rồi cũng thua sạch luôn. Cậu lấy cái gì đi thế chấp? Tôi hỏi cậu lấy cái gì đi thế chấp? Khẩu súng. Bị điên hả? Có phải cậu điên không? Lấy súng đi thế chấp. Đừng có la tôi nữa, xong chuyện đồ mới chửi tôi đi. Hãy giúp tôi giải quyết chuyện này trước đi. Tôi không có tiền. Không đâu, đáng à. Cậu cùng em gái tôi sắp kết hôn rồi. Cậu cho tôi mượn số tiền đó trước đi được không? Đừng nói là không có tiền. Bây giờ ngân hàng đóng cửa rồi, làm sao cho cậu mượn đây? Vậy cậu đi hỏi bà con bạn bè người nhà gì cũng được. Giúp tôi đi mà, làm ơn đi. Để tôi suy nghĩ đã. Không được một tiếng sau, không có súng giao nộp thì tôi sẽ chết chắc đó. Cậu tự làm tiền chịu đi. Anh hai à, có cách nào trong vòng 1 giờ gom 200.000 cho em không? Đừng có nói cho bà biết. Được rồi, anh lấy được thì báo với em nha. Cậu có gom được 200.000 không? Cố gắng thôi. Đừng chỉ cố gắng, chỉ có một tiếng không có súng mà tôi biết chuyện thì tôi sẽ chết chắc đó. Cậu cứu tôi đi. Hả? Được rồi, tôi cùng với cậu tới sòng bạc. Nhìn cái gì chứ, không còn thời gian đâu. Chuyện gì á? Cảnh sát làm việc, tránh ra đi. Cảnh sát có làm càng hả? Này này, đừng tranh cãi, chúng tôi tìm ông Kiên thôi. Tìm ông Kiên xong chuyện nó sớm. Vô đi. Rồi, đặt xong lấy tay lên nha. Rồi, đặt đi, đặt đi. Sao anh ấy thua đây? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ông Kiên tìm ông đó. Tìm ông đó. Ông Kiên. Tiền đâu? 200.000 đó để tôi gánh. Hey, tôi đâu cần biết ai gánh cho ai. Tôi nhận tiền không nhận người.
Được rồi, lấy khẩu súng ra trước đi. Cậu ta là con nợ của tôi, ở đây tôi làm chủ. Khẩu súng đó tôi nhất định trả cho cậu ta, nhưng tôi phải nhìn thấy tiền trước. Số tiền đó đang tới. Cậu đùa hả? Có tiền thì có súng, không có tiền thì không có súng, chỉ đơn giản vậy thôi. Không có tiền mà dám tới đây ra điều kiện, mất thời gian của tôi. Còn nửa tiếng là phải nộp súng rồi, tiền đâu? Tiền đâu? Ờ, thì ra cậu đến giờ phải nộp súng. Hèn gì thằng nhóc này sợ như là con nhái vậy à. Tôi nói cho ông biết, ông tự ý cất giữ súng là tội rất lớn. Mày đó dọa tao hả? Tao bị hâm từ nhỏ đó, đuổi ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Này, này, từ từ nói, có gì từ từ nói. Ông chỉ cần tiền thôi hay là muốn giở trò đây? Tránh ra. Mày đừng có làm ra vẻ nghe. Tao đâu có giở trò chi. Súng của cậu ta đang ở trong cái két sắt. Ngày nào chưa nhìn thấy tiền, ngày đó tao chưa trả súng. Ông Kiên đừng nóng giận mà, ông giúp tôi trả súng cho tôi đi được không? Một khẩu đợi một khẩu. Con bị điên rồi sao? Được rồi. Hay, rất nghĩa khí. Đã đến nước này sao cậu không giải thích rõ ràng với cấp trên của mình? Trong lúc tôi đang nghĩ cách giải thích, Quốc đã chạy đến tìm tôi. Sao hả? Gặp sếp lớn chưa? Lát nữa lên gặp. Cậu định nói sao đây? Cậu biết nói sao nữa, nói thẳng ra luôn. Không được, cậu nói thẳng là tôi chết chắc đó. Dù gì đi nữa, chuyện đã bị bại lộ rồi. Cậu bị bắt tại trận. Nè, một người chết vẫn tốt hơn hai người mà. Giúp tôi đi anh em với nhau. Em gái tôi sắp lấy cậu rồi. Chúng ta là người một nhà mà. Cậu giúp tôi đi có được không? Tôi biết là tôi không đúng, tôi không nên cờ bạc. Bây giờ đã lỡ rồi. Gia đình tôi là gia tộc cảnh sát. Để cho ba tôi biết được tức chết. Ông ấy có bệnh tim. Cậu điên đủ chưa vậy? Tôi biết phải làm thế nào rồi. Tôi đi nói với sếp lớn, chuyện này không liên quan gì tới cậu hết. Là lỗi của tôi. Tôi đi đánh bài bị thua rồi ăn cắp khẩu súng của cậu. Như vậy sẽ không liên quan gì tới cậu. Không sao đâu, cùng lắm thì ngồi tù thôi. Tôi đáng phải đi tù thì ngồi tù thôi. Tôi đi ngồi tù đấy. Tôi không quyết định kéo cô vô chuyện này. Xin lỗi. Tôi biết tôi đã sai. Tôi sẽ cố gắng làm lại. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không đánh bạc nữa. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cuối cùng thì cậu quyết định giúp anh ta ôm hết tội danh vào mình. Khẩu súng đó dù gì cũng là của tôi. Dù tôi có kéo cậu ta vào cũng đâu có lợi ích gì. Mình cậu ôm nổi quan đó à? Biết làm sao bây giờ? Trước đây thì không thể cứu vãn được. Bây giờ ngay cả người nhà cũng hiểu lầm cậu. Ê, nhìn ánh mắt của cậu giống như muốn nói ra. Tôi cho cậu biết nha. Nếu như bây giờ nói ra thì 8 năm qua chịu thiệt coi như là uổng phí rồi. Chuyện không có lợi Mã Tráng này không làm đâu. Ok. Mã Tráng, thấy tôi anh hùng hả? Bộ ghế này của tôi mới mua đó nghe. Xin lỗi ha. 200.000 không phải là số tiền nhỏ. Năm xưa khi vừa nhận được điện thoại của thằng Tráng, cô nên bàn bạc với bà. Tráng không háo sắc cũng không có cờ bạc mà ba. Nhưng mà nó giấu chúng ta đi đánh bài. Chồng con đâu biết cậu Tráng mượn 200.000 là để trả nợ cờ bạc. Nếu như nói với ba thì có khác gì nói xấu người khác. Tối đó nó mượn xong thì sáng hôm sau lập tức đem trả. Con không nghĩ là chuyện lại lớn vậy. Nghĩ là chúng ta vẫn chưa quan tâm tới nó. Nghe đến chuyện nó nghiện cờ bạc trầm trọng như vậy mà không có ai phát giác ra hết. Lỗi là ở con. Nếu có anh hai ở đây đã không xảy ra chuyện này. Làm gì vậy? Hai cha con thay phiên nhau ôm trách nhiệm lên người. Lúc đó Tráng cũng không còn nhỏ. Chuyện nó gây ra thì nó phải tự gánh vác. Giả lại, đó cũng là một bài học tốt cho nó thôi mà. Mọi người còn nhớ không? Sau lần đó Tráng chuyên tâm làm việc, rất nhanh đã mua được nhà. Tuy là anh có giúp nó một phần, số tiền đó là do nó vất vả mà kiếm được. Tiền trả góp mỗi tháng, nó đâu có làm phiền đến chúng ta. Hơn nữa mọi người sống gần nhau, đâu có chuyện gì giấu giếm được.
con dám cả gan nói một câu, trong vòng 7-8 năm nay, ngoài lần cùng con mua cổ phiếu thì con chưa từng thấy cậu ấy gờ bạc, mua sổ số cũng ít nữa. Trải qua lỗi lầm lớn như vậy còn không biết sửa đổi thì kêu nó đừng có làm người nữa. Anh hai, lúc còn trẻ ai mà không từng phạm lỗi, quan trọng là biết sai sửa sai. Có phải chúng ta không nên quá khắt khe với nó không? Đúng đó, lúc đó nó có gây ra lỗi, nhưng mà chưa từng quán thắng với chúng ta. Một mình nó cắn răng chịu đựng, thật sự là không dễ dàng. Con còn nhớ cái cảnh chú thức đêm để học pháp luật. Không làm cảnh sát, trong mấy năm đã thành trợ lý luật sư. Chú thật sự không đơn giản. Bây giờ nó tốt lắm sao? Một thằng sư gia thôi, nếu bây giờ còn làm cảnh sát, biết đâu chừng đã lên 3 ngôi sao rồi. Tuy bây giờ nó còn là trợ lý, chỉ cần nó chịu khó thì nhất định sẽ thi được cái bằng làm luật sư thực sự. Chỉ cần nó chịu khó hả? Bây giờ có ai thấy nó chịu khó hay không đây? Nhưng con cho rằng không nên xem thường chú đó. Cô ủng hộ con. Nhưng hai. Nhưng ba. Ba còn giận lắm đó. Ba không phải là giận Tráng, mà là giận bản thân mình. Trách mình không quản thúc Tráng cho tốt, để làm đường lỡ bước.